Đấy. Đấy là kéo mạnh ghê. Nó kéo mạnh lắm, con này mạnh lắm. Đây, chuẩn bị lên. Đánh cá, đánh cá nha mọi người. Cá này cá khủng nè. Con này phải mười mấy cân. Không, không, không tới đâu. Chắc mẹ nó chạy chạy. Kệ đó, cứ kệ đó. Con này lực quá. Không nghe máy rồi. Mẹ con này hơi bị nặng. Rồi nó chạy kìa. Con này phải mười mấy cân đấy. Không nghe máy anh ơi. Dập đi. Giờ đây, lên đây bắt cho. Cứ từ từ đi. Lội xuống đi. Không, không, không. Không cần. Ý toán Lục Bình đưa vô gần đây thôi. Ê, em xả cái ben của em đi kìa. Nó dính của em đi kìa. Không cần kéo phụ em đâu. Em xả cái ben của em ra luôn. Rồi. Đúng rồi, xả hết ben ra luôn đi. Má con này bự dữ đó, chạy dữ vậy. Con này bèo nhất phải 5-6 kg rồi lên. Ôi, con này 5-6 kg thôi hết được anh. Con này nó còn 5-6 kg rồi hơn. Con này phải đầu 10. Trời ơi. Đây đang lên cá này. Con này là con bò chứ. Con này là bò đúng rồi. Con này phải 20. Bò. Cá bò, cá cho bò. Ủa, điện cho ông Thành. Điện có nghe máy đâu. Ông Thành có nghe đúng không? Ờ, ông ra rồi, ông đang ra. Thả ra ngoài đi, đừng để ấy, cứ thả ra ngoài đi, đừng có cho tụi đây. Đang lên cá nha anh em. Cho đang kéo phụ ở đây lên được không? Chính. Cho nó mệt cái. Con này mạnh lắm. Con này hơi bị mạnh. Con này mạnh lắm. Ôi, đó, nó kìa kìa, nó kìa. Đó, thấy rồi. Ôi, con này bự. Rồi, rồi. Con này phải hàng 10 á. Không tới đâu. Không, con này 7-8 kg à. Nó vô rồi. Trời ơi. Từ từ nương đó. Đây là hôm nay anh Tiến gặp em hết anh Tiến. Đó, cái đuôi đó kìa. Trời ơi. Bao nhiêu con mà. Trời, chuyên nghiệp mà. Câu cá mười mấy ký còn lên được mà đúng không mấy con? Em cảm giác anh thấy đúng không? Cảm giác lay vãi mình lên cá đúng không? 9-8 thì lên thì đang lên cá nha. Cá cha này hơi bị nặng. Đó nó kìa, nó nổi lên luôn kìa đó. Ồ, dài đó. Nó chưa bị đuối rồi, Chưa. Nó sắp đuối rồi, nó lượn lên là đúng nó rồi. Đuối rồi. Ngóc cái đầu lên, ngóc cái đầu lên coi. Nó phải cho ngóc cái đầu lên coi. Ngóc đầu lên thì mới vô được. Lấy cần nhé. Cần chuối xuống đi, chuối cần chuối hết cần chuối cần đi xuống. Đó. Đó kìa kìa, thấy nó rồi. Thấy rồi, kìa. Con này có 8 kg à. Đây. Ôi con này bự à. Bà mày à. Bò mà. Bự à. Có cái cây nào chém Lục Bình ra kéo từ từ vô ta. Bữa nay quên mang cái móc theo rồi. Em mở cái cần này lên nhá. Kéo cần này ra. Đó, kéo Lục Bình vô. Nó còn ra nữa. Đúng rồi, nó còn kéo nó. Nữa. Cứ cho nó ra đi, kéo Lục Bình vô thôi. Con này có 8 kg hơn à. Dài lắm mà, đầu bự à. Ông quay clip tí nữa ông gửi cho tôi nha. Ok. Quay clip đầy đủ đi, gửi cho thằng em nó để nó đăng clip nó kiếm tiền. Cho thằng Thương một cái, cho thằng Lùng một cái. Đó. Ê, chào quay đây. Ê, Lùng, Lùng. Cá bò. Ê, quay anh, Lùng, lại, cá, Lùng ơi, Thương nữa này. Đây, cá bò đó là. Chưa, nó chưa. Con này 7 cân. Nó còn đang nữa. Nó đảo một vòng nữa, vô à, nó đuối rồi, nó đuối lắm rồi. Đấy. Ôi con này bự, má nó dài kìa. Dài ha. Con này phải 8 cân đấy. 8 cân hơn đấy. Con này hơn đấy. Bự lắm. Con này quá nặng luôn rồi. Dài thon. Má nó kéo cần. Á, đục má. Đâu rồi? Có. Cá bò. Ồ má là phụ. Thả nó ra ngoài đừng để nó tán đó. Sức của tôi đâu má. Chị nó nổi. Xuống đây. Không, từ nó nhảy đâu má con bự lắm chứ đâu mà mày đâu má giống như con 6-8 đâu. Đừng chọc nó chọc nó. Cái kệ đây bạn ơi. Cái nó lại cái đùi. Kệ nó bạn ơi. Đó, thấy không? Đó cá bò lên. Đấy tăng ký rồi. Không có này. Má gần chục ký rồi. Cứ từ từ, rất từ từ tại mình có 2 lưỡi 14 thôi nhá. Cứ từ từ. Vô đây anh còn không? Cứ từ từ cho nó chạy. Đừng chớ chạy bọc từ bên này, dìu nó qua bên này nhá. Đừng dìu lái nó qua.
lái nó qua, cứ từ từ lái. Cho chạy ra ngoài luôn đi, cho chạy ra ngoài luôn. Đâu điện thoại anh đâu cũng. Đây đây, ở trong cái bọc đây. Cứ gồm ghim 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 nó cho nó hiếu. Đó là đu 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 ra ngoài á. Ông má nó làm cái ớn thiệt. Hên ra rồi mày, hai thằng ngồi nguyên đêm qua đấy. Thấy chưa, ông thấy à, tôi nói sư phụ đấy, lên nào, lên nào, lên nào. Đừng có đi gần dây quá, đi gần dây quá, nó vũ cái đồng cái là nó không có, nó không có, nó nhợ nó không có. Ấy lại xúc liền đúng không? Ừ, nhợ nó không có nó đàn hồi kịp. Cứ vậy là ok nè. Căng căng nó tí đi là nó kéo rồi nó. Đó, nổi mình lên. Đó, à, con này bác Phong thấy nè. Có lưỡi à ông ơi. À, có lưỡi à, con này cả chục ký. Năm nay cha già này lượm đồ tinh. Bố hôm có người kia lượm con mười gần 14 kg rồi. Đây, nó đã lên nha. Cha già này xài hao, ít lưỡi quá, ba lưỡi là ngon rồi. Lưỡi. Đó, nó đuối lắm rồi đó. Chưa. Chưa rồi là kẹp lôi lên thôi. Có vợ đâu, có băng theo vợ đâu. Nhưng mà bác đừng có cho nó chạy về bên phải nha. Không, không, cứ xài vợ, xài vợ là chết. Đừng có thả bên ra gần gần. Con mừng là không xài vợ, cho nó mệt rồi, giờ đừng cầm nó lên luôn. Quay thời gian đâu quay không cầm cần rồi cầm. Nó mà đuối cái một bên cánh tay luôn đấy. Câu cá cái gì đấy? Chuối. Đủ mẹ đêm qua anh em xả gỡ chục ký. À lúc xuống lúc xuống. Đầu bự thiệt. Em mới đi ăn và em đóng cửa em đi ngủ chứ. Nếu đi ăn thì sao tí nhậu nữa. Chị nghe tôi lên nè, đây mấy ngày mình nè, có vô nhậu chung không? Cỡ nào dân câu vô nè, ừ. Gọi Phong về đi. Điện đéo bắt máy. Không đi làm rồi. Bạn bè nghe mình điện đi chung. Má, cá bò này nó mạnh quá. Đâu, nó gần chục ký mà, cá sông mà, đâu phải cá hồ đâu. Hôm con câu có dây có 30 mà kéo con cá 14 cân. Đấy. 45 phút đồng hồ cá hồ ấy. À. 45 phút đồng hồ mới vào được bờ. 3.5 dây của ta dây tốt lại tốt. Đấy 3 chấm luôn. Ôi. Chừng nha, rồi đây nó phá một cái. Thả dây ra cho nó đi ra ngoài luôn. Cái bảng lách của tôi bây giờ nha. Tôi bể bể cái bảng lách này luôn đấy. Kéo với nó vậy đó. À, cương ấy hả? Cương với nó đấy. Cương nhưng mà mình cũng cương vừa phải thôi đấy. Giờ không có dãy đâu, giờ nó chỉ có chạy chạy tí thôi. Bắt cho nhóc cái đầu lên đi. Nó đụng mấy cái rồi là nó tiêu rồi.